One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự giải Gaza trực tiếp trên bản đồ thứ 6 ngày 10/11. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với những cập nhật mới nhất trên chiến trường Israel-Hamas trong 24 giờ qua. Hiện quân đội Israel tiếp tục duy trì áp lực quân sự vào phía Tây Bắc, Đông Bắc dải Gaza. Tuy nhiên vẫn chưa có thay đổi mới về lãnh thổ được ghi nhận. Giao tranh nổ ra đặc biệt căng thẳng tại Jabalia. Lực lượng hai bên tập trung dày đặc tại trại tập trung này. Kéo theo đó là hàng loạt tổn thất lớn đối với cả hai bên. Người phát ngôn của quân đội Hamas đã khẳng định trong một video trước đó, Hamas đã hủy diệt số xe quân sự Israel lên đến 136 chiếc. Đây là một tỷ lệ không tưởng so với thời gian mà hai bên đã chiến đấu. Nếu thông tin này thật sự, thì con số tổn thất nêu trên là cực kỳ đáng báo động với quân đội Israel. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây là một cuộc chiến. Các bên chắc chắn sẽ cố gắng thổi phồng con số thương vong của đối phương và khẳng định thiệt hại ít ỏi mình phải gánh chịu. Thiệt hại thực tế, cứ lấy con số hai bên đưa ra, chia cho 3 hoặc 5 là khoảng mà truyền thông thường nhân lên. Tuy nhiên thì Hamas lại khẳng định họ sở hữu bằng chứng cho con số nêu trên. Ta đã được chứng kiến rất nhiều hình ảnh, video về các đoàn xe quân sự của Israel bị Hamas tập kích, tấn công. Nhưng không có video xác nhận tình trạng sau đó của đoàn xe quân sự bị tấn công. Chúng ta chẳng thể biết được chúng bị phá hủy hay hư hại, nặng hay nhẹ. 136 đòn đánh thành công trúng đích là thứ duy nhất mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Giao tranh không chỉ nổ ra tại phía Bắc, khu vực trung tâm. Phía nam thành phố Gaza hiện cũng đang diễn ra nhiều cuộc đụng độ. Quân đội Israel sau khi thành công chạm tới đường bờ biển, phân chia lãnh thổ Gaza thành hai nửa, hiện đang phải đối mặt với áp lực quân sự đến từ quân đội Hamas. Hai bên tiếp tục giao chiến tại khu vực phía Tây. Đây là khu vực tương đối quan trọng vì nó nằm ngay gần ngoại ô thành phố Gaza. Tại đây sở hữu nhiều công trình dân sự, trường đại học, bệnh viện, dân số tập trung tương đối đông. Không nhiều người dân sinh sống như tại các khu vực trung tâm đô thị, trại tập trung Jabalia. Nhưng cư dân sinh sống tại khu trung tâm kinh tế này cũng không phải là con số nhỏ. Nhìn vào những tiến triển này, nhiều người hỏi mình rằng nếu Israel đã tiến xa được tới như vậy thì chẳng phải quân Hamas chỉ đang chiến đấu trong tuyệt vọng, cố gắng cầm chân quân đội Israel thôi sao? Nhưng nếu mọi người nhìn vào các khu vực Israel đã đi qua, hầu hết chỉ là những khu vực trống trải. Ví dụ như mũi tấn công hướng Tây Bắc, địa hình Israel đi qua chủ yếu là các bãi đất trống. Đến khi đặt chân tới khu đô thị, tiến trình đã suy giảm rõ rệt. Đây là tiến triển cuối cùng được ghi nhận từ mùng 7. Ta thấy được Israel buộc phải di chuyển chậm lại đáng kể. Tại mũi tiến công hướng Đông Bắc, tiến trình thậm chí còn chậm hơn một bậc. Tiến triển mới nhất là từ mùng 2 rồi. Tại mũi tiến công vị trí trung tâm, cho đến thời điểm hiện tại, quân đội Israel mới chính thức đặt chân vào chiến trường đô thị. Ta có thể khẳng định một điểm đặc biệt của cuộc chiến này. Tiến trình của phe tiến công không được tính bằng việc họ đã tiến bao xa, chiếm được bao nhiêu phần lãnh thổ, mà là phần lãnh thổ họ chiếm đóng thuộc loại nào. Phần lãnh thổ thuộc đô thị càng tập trung nhiều công trình, càng gây khó dễ cho tiến trình đánh chiếm của phe tấn công. Con đường vận chuyển tới mũi tiến công tại khu vực trung tâm lân cận bờ biển, có thể là đi theo chính lối mũi tiến công này đã mở ra, hoặc là vận chuyển từ bên ngoài biển vào, hoặc là chạy thẳng qua thành phố Gaza. Nhưng con đường này không khả thi, do đây là khu vực quân đội Hamas tập trung chủ yếu. Quân đội Israel trong nỗ lực vận chuyển tiếp tế sẽ phải đối mặt với liên tiếp các đòn tập kích của quân đội Hamas vào nhiều vị trí dọc tuyến đường vận chuyển. Vị trí Tây Bắc, Trung tâm, phía Nam, không phải sẽ mà ngay trong lúc này đây, giao tranh đang nổ ra tại các vị trí kể trên rồi. Có thể thành quả trong nỗ lực đánh vào tuyến đường vận chuyển của Israel đã được hệ thống công trình ngầm nâng lên một tầm cao mới. Nói đến công trình ngầm thì mình thu thập được một số video từ quân đội Israel. Trong video này, quân đội Israel đang di chuyển dọc phần lãnh thổ họ đã chiếm được. Trong quá trình đó, phát hiện ra một cổng hầm của quân đội Hamas, đặt thuốc nổ trong công trình ngầm và cho nổ tung. Bất cứ khi nào quân đội Israel tìm thấy lối ra của đường ngầm, họ sẽ kích nổ ngay lập tức. Động thái này hạn chế tối đa khả năng di chuyển, tập kích của quân đội Hamas. Tiến trình đánh phá đường ngầm diễn ra cực kỳ chậm rãi, song song với tốc độ chậm chạp tương tự với lực lượng đang chiến đấu tại tiền tuyến. Israel chỉ phá hủy, chứ không quyết định đặt chân xuống đường ngầm. Họ chưa vẽ được bản đồ, họ cũng chẳng biết trong đường ngầm có gì, nên kích nổ là phương án đơn giản nhất. Một thông tin quan trọng khác, quân đội Israel đưa ra thông báo sẽ có một khung cố định trong ngày dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, quân đội Israel ngừng bắn, mở con đường nhân đạo cho người dân Palestine tháo chạy khỏi khu vực chiến sự. Ta được chứng kiến hỏa lực dữ dội
được giải ngay trước bệnh viện Indonesia tại khu vực phía bắc thành phố Gaza. Mọi người có thể theo dõi qua video sau. Lý do đằng sau động thái này là sớm thôi, quân đội Israel sẽ thành công chiếm đóng Beit Hanun. Bệnh viện Indonesia sẽ nằm trong khu vực tiền tuyến kế tiếp. Quân đội Israel đánh bom trước thềm bệnh viện, chứ không đánh trực tiếp vào công trình này. Nếu thật sự đánh vào bệnh viện thì sẽ có nhiều vấn đề lớn hơn quân đội Israel phải đối mặt. Họ chỉ cố gắng đe dọa người dân đang chữa trị, trú ngụ trong bệnh viện, bắt buộc họ phải di chuyển ra khuôn viên bệnh viện. Chỉ sau đó, quân Israel mới có thể thoải mái hoạt động tại tiền tuyến mới. Bệnh viện Indonesia kể trên sắp trở thành tiền tuyến mới. Nếu không để hết người dân Palestine ra khỏi bệnh viện này, quân đội Israel sẽ rất khó để triển khai tấn công. Sau khi chiếm được Beit Hanun, quân đội Israel sẽ đẩy mũi tiến công về phía Tây, kết nối với mũi tiến công hướng Tây Bắc, và bệnh viện nêu trên vô tình nằm trong đường đi của đoàn quân Israel. Tình hình tương tự chắc chắn sẽ xảy đến với bệnh viện Shifa trong tương lai gần. Tự trùng lại, phần lãnh thổ ngay sát bệnh viện Indonesia đang bị Israel đánh phá. Mỗi ngày sẽ có 4 giờ đồng hồ cố định để người dân Palestine di chuyển về khu vực nằm ngoài vùng chiến sự. Tiếp tục nói về các đòn đánh không kích tại biên giới phía bắc giữa Israel và Liban. Quân đội Israel liên tục không kích vào các khu định cư phía nam Liban, đánh vào các vị trí tập trung quân đội Hezbollah. Đây là động thái để đáp trả sau nhiều loạt pháo kích dài bên chiến tuyến. Căng thẳng tiếp tục leo thang nhanh chóng tại khu vực này. Mật độ các cuộc đánh phá, pháo kích, đối đầu, tên lửa ATGM đưa vào ngày càng dày đặc hơn. Áp lực quân sự được hai bên thi nhau đẩy lên tiền tuyến. Dự báo các cuộc đụng độ sắp diễn ra sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bao hàm trong đó khả năng nổ ra một cuộc chiến thực sự. Tuy nhiên, mình tin là khả năng đó gần như là không xảy ra. Có thể thấy, Hezbollah đang thi hành y hệt những gì mà chỉ huy Hezbollah đã công bố trong một bài phát biểu vài ngày trước. Họ sẽ là bên thứ ba trong xung đột giữa Israel và Hamas. Quay trở lại với vấn đề khí tài bị thiệt hại, có một số hình ảnh đáng chú ý mình thu thập được. Đây là hình ảnh cho thấy đoàn xe quân sự Israel tập trung tại khu vực lân cận ngoại ô thành phố Gaza. Có khoảng 25 chiếc xe, chắc chắn là có nhiều hơn. Vấn đề ở đây là chúng ta đã được chứng kiến khả năng ngụy trang tuyệt vời của những chiếc xe quân sự. Kể cả khi bỏ thời gian ra ngồi phân tích bức ảnh này thì cũng rất khó để phát hiện ra những chiếc xe. Mình cảm giác là nhiều hơn 25. Những trường hợp mình đánh dấu thì đảm bảo chắc chắn 100% đó là xe quân sự. Tại sao mình lại đưa vấn đề này ra để bàn luận? Như những gì ta thấy trên chiến trường Nga-Ukraine, đây không phải là hình ảnh ta thường được chứng kiến. Nếu là chiến trường Ukraine thì đoàn xe này chắc chắn đã bị phá hủy đến không còn một mống. Việc tập trung kiểu này rất dễ trở thành con mồi cho hệ thống pháo phòng thủ, không kích, UAV. Nói không ngoa là đại tiệc của hệ thống vũ khí tầm xa. Vấn đề là quân Hamas không sở hữu những khí tài như vậy. Thứ duy nhất họ có là hệ thống công trình ngầm. Kể cả vậy thì đây cũng không phải là một nước đi thông minh. Ta đã được chứng kiến nhiều cuộc tập kích của Hamas rồi. Hamas vẫn không có khả năng hủy diệt đoàn xe quân sự tiếp tế này nếu Israel không cảnh giác. Đoàn xe quân sự tiếp tế nằm ngay sát tiền tuyến, có thể tiếp viện ngay tức thời. Chúng nằm tập trung, không được bảo hộ, rất dễ trở thành con mồi cho quân đội Hamas. Hoặc cũng có thể đây chỉ là một đòn nhử của quân Israel dụ quân Hamas ra khỏi đường ngầm. Sau đó, lực lượng Israel sẽ xác định được vị trí công trình ngầm của Hamas. Đó có thể là lý do chính xác cho việc quân Hamas quyết định không tấn công vào vị trí tập trung lực lượng trong bức ảnh trên. Họ không muốn đánh một ván bài mạo hiểm như vậy. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.